được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Khán giả chê bộ hình cưới cổ tích của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Khi Đông Nhi và ông Cao Thắng tung trọn vẹn bộ ảnh cưới, khán giả đã phải ồ lên trầm trồ quá đẹp, tuy nhiên cũng không ít ý kiến chê bai. Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt Đông Nhi ông Cao Thắng vừa tung trọn vẹn bộ ảnh cưới cổ tích gửi đến khán giả. Bộ ảnh cưới được chụp tại một studio với rất nhiều hoa, Đông Nhi diện những chiếc váy cưới đơn giản nhưng trông nữ ca sĩ đẹp tựa nữ thần, đặc biệt là vóc dáng đẹp gợi cảm khiến người xem trầm trồ. Ông Cao Thắng vừa điển trai lịch lãm, fan nữ phải suýt xoa. Bộ ảnh được làm đơn giản nhất có thể. Tôn chủ thể chính là Đông Nhi và ông Cao Thắng. Kiểu chụp cũng đơn giản như nhìn vào mắt nhau, ôm sau lưng, choàng tay hay ngồi trên ghế tựa vào nhau. Thêm một điểm thú vị là ít thấy cả hai cười tươi hạnh phúc, thay vào đó là cười và hạnh phúc trong ánh mắt. Kiến của khán giả trước bộ ảnh cưới này. Xem bộ ảnh cưới không ít khán giả đã phải choáng ngợp và ồ lên khen ngợi. Tuy nhiên cũng có vài ý kiến trái chiều cho rằng bộ ảnh này quá đơn giản so với vị thế của cặp đôi. Ý kiến khác còn nhấn mạnh không đẹp bằng nhiều người thường chụp ảnh cưới. Một khán giả lại thấy na ná giống bộ ảnh cưới của Trường Giang và Nhã Phương. Sao mình thấy bộ ảnh cưới này không đẹp nhỉ? Chuẩn không đẹp bằng nhiều người thường chụp ảnh cưới ấy. Thích kiểu ảnh của Cường Đô La à? Hình như có vài tấm làm kiểu giống Nhã Phương, Trường Giang đúng không ta? Chụp hình cưới chưa kiểu này xinh nè. Sắp rồi cũng dạng vậy đó. Có một sự thật là những người nổi tiếng họ thường rất giản dị khi chụp hình cưới nhưng vẫn đẹp và sang trọng. Chị Nhi make up kiểu nhẹ nhàng như vậy rất xinh. Có phải Đông Nhi có em bé không nhỉ? Thường mang thai do đoạn đầu cổ bị cao ấy. Nếu thế thì xong hỉ rồi. Còn ảnh cưới chụp đẹp ghê. Chắc tại ở hàng xem mấy bộ ảnh cưới của hàng quen rồi nên thích kiểu đơn giản như thế này. Thấy mấy anh chị chụp du lịch còn đẹp hơn bộ ảnh cưới này. Ý kiến cá nhân, thấy bộ ảnh cưới này chụp chưa diễn tả hết nét đẹp sang của anh chị. Ảnh cưới đẹp thật nhưng có ai giống em là nó không toát lên sự gắn kết và tình cảm hạnh phúc giữa hai anh chị không?